là đường Lê Lai, 134 Lê Lai. Nay mình sẽ dẫn chị và các bạn đi BBQ. Này phía trước là cái bảng giá này, trên đầu người nha, một vé trên đầu người, ăn uống thoải mái. Sumo Barbecue. Ở đây thì rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Đây nằm ở địa điểm là 136 Lê Lai, quận 1, gần nhà mình luôn á. Hệ thống của nhà hàng Sumo này rất là nhiều. Đây là cái bếp nướng nè, đây là bếp nướng nè. Đây là bếp điện á. Ủa, quên bếp than. Quên bếp than. Đây giờ họ bỏ than vô. Còn trên cái lớp than này là cái dĩ nướng. Đây đồ nướng mình này có tôm mực. Mấy con khô. Khoa mở lên. Chén mở cho nó không khét. Chén mở cho nó rất là tươi. Nướng đồ ngon lắm. Chị đang khoa mở lên cái gì? Cho nó trơn. Nó không có dính đồ ăn. Bỏ tôm vô nướng nha. Rồi để em nướng cho. Đây có nướng không? Mỗi người được 10 ly. 10 ly. Để đứng chụp cái đi. Đứng chung thì chụp cho cái. Chàng bay cho nhau. Rồi. Happy birthday anh chị. Rồi. Đây ngày thường một vé là cái cá với cá gì đó, cá hồi, cá ngừ, hay bụng cá, bụng cá gì ta? Con đâu? Dạ. Con. Con mày quay
cho bạn ăn được vui vẻ. Này có ai đang để gì mình á? Ăn món gì? Thì bác lên để vô nướng. Đâu có bỏ cái đó chưa chín. Cái đó là đồ hủ. Trời ơi, sao bỏ bụng đi vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị, cái này là cái gì trong cái chị? Chị, cái này má trao không? Dạ không ạ, à, muối thêm chân nữa. Muối thêm chân con này. Muối chấm thịt nướng. À, để chấm thịt nướng. Đây là muối tiêu chanh. Đó, nhìn màu vàng tưởng đâu là cháo. Đây, bật quay con cá. Cao bên này vô không? Vô. Ồ, vô đi qua. Đi qua là biết. Chào chị. 2, 3, 4. Vui vẻ. Chị sống. Năm ơi, năm ơi, năm sau có em bé. Điều gì nữa rồi đó. Chị á, thấy chị em là muốn lắm rồi. Chị là không có cho phép. Thấy chị thân không? Để cho nó bây giờ ta cũng nói là sáng là chị chạy là chị đặt tức là chị thấy nó nằm mà chị nói gì. Ăn đi, bộ nói cho luôn. Tôm mì tươi, tôm tươi đây, tôm ngon. Đây là cá, là chắc cá ngừ. Cá ngừ nấu, nó thì giống với muối tiêu. Bữa này muối tiêu là muối tiêu chanh, chanh của Nhật. Nha. Giá là 300 mấy. 300 mấy. Ăn thoải mái luôn. Bao no luôn. Này là bò. Bò nướng. Bò Mỹ nha, bò Mỹ. Ăn đây không có rau, chỉ có kim chi thôi. Oh. Em để ở ngoài lề nè. Có tính từ từ để nó quăng vô giữa là khác. Nè, cái giỏ nè. Lúc đây đi ngày thứ bảy giáo dịch là 330 một giá. Ăn đủ thứ hết. Ơi có cánh gà nè. Oh. Hai người nè. Các bạn qua cái cây. Cục thường này hơi bị to nha. Ủa này mới dưa leo hả ta? Dưa leo của Nhật. Dưa leo nó bự vậy. Mướp mướp lộn xin lỗi. Đây có tôm.
Ê, phần thưởng ai cho cục này đây, ai ăn cục này? Đồ gà đó. Cục xương. Đây là cái Sumo này, các hệ thống ở nước nào cũng có. Nên đó nước của mấy anh chị đó. Cục này. Ai ăn cục này, đây ai ăn? Đây là miếng gì vậy? Đây là cái bánh gì? Cái này là bí ngòi. Bí ngòi hả? À, này là bí ngòi. Không phải là dưa leo hay gì. Nãy giờ tưởng là dưa leo hay là bướm. Bí ngòi. Vậy là bí nó lựa đến cấp bí nó hợp không? Làm bí. Bây giờ đâu có thấy hợp không? Muối ớt chanh, đây là gọi là muối ớt chanh. Sao mình thấy nó sợi sợi chút. Mà đu đe. Có hồi chua với chanh nhưng mà có gì cay. Không ngọt. Cái gì chua mà. Các bạn là nhậu ăn thì được mà nhậu thì ít, mới uống thì hai, để giờ là hai ly vậy không? Đây là sốt mayonnaise, mayonnaise giống sốt mayonnaise giống chả giò, chả giò giống như là cho mấy này nhiều thứ quá.
Ủa trong cái nhỏ này có gì? Tại chưa ăn hết. Trong đây rất là nhiều thứ, mình chỉ thấy có bún thôi, chứ thịt heo. Còn mấy cái hỗn hợp kia thì không ăn. Chính là đó, khác rồi anh chị. Cái da giòn đang càng ăn càng kia. Nướng tiếp một chỉ nữa. Cái dĩ này mình nướng ở ngoài này trước để ở trong nó khác. Tí nước ngọt đó là cái này lắm hả? Đi đi.
kêu nó đi liền nha. Ấy ấy vừa em miếng cà tuồng, cà tuồng này nó bự hơn mực, chấm với nước hải sản, nước chấm hải sản. Chấm với đồ tươi luôn nha. Quên lấy.
để đậu phộng với sữa vô đó. Có sữa ngoài luôn. Và đây à, đây thì miếng đậu phộng với gắt miếng sữa. Cái này lên là mới cho nó đúng bài. Đây không có đậu phộng, không có sữa luôn. Đi về là kem. Có kem mà. Nó có bột kìa. Có hai cái. Có bột đó, đó là bánh, bánh tét chợ nào. Có gió mà anh hai đâu nha. Nha. Trời ơi, chạy trồng. Cái chen vô bố kìa. Em đây cũng ngon nha. Không quá ngon. Quá béo. Thơm mùi đặc trưng của dâu. Mùi liên. Mùi gì ra mùi đó luôn á. Cà phê, như cái cà phê nồng nhất luôn á. Cái mùi đó thật. Nó hết tiền rồi. Phải, mày chết gì vậy? Cái cây quay đâu ta? Cái này nè. Em làm em